听了些什么？Ôi à, đau bụng quá. Làm gì mà chốt cửa phòng rỡ trong này vậy? Đang nói chuyện điện thoại với bồ đúng không? Làm gì có, đang đau bụng nè. Bà không thấy người ta đau bụng đổ mồ hôi luôn nè. Đưa điện thoại đây tôi coi. Ừ. Mệt bà quá, nói bà không tin tưởng gì hết trơn à. Nè, đó, coi gì coi đi. Mở bách quật ra. Để tôi coi coi ông nói chuyện với ai mà phải chốt cửa phòng. Mở ra. Ai gọi đó? Đưa đây. Nè. Nè, tôi sẽ bấm loa lớn để nghe. Thử coi có phải bồ của ông gọi hay không nha. Nè. Chào ông Tùng. Lâu quá không cà phê nhậu nhẹt với ông. Dạo này vẫn còn bồ bịch chứ? Ông không nhận ra giọng của tôi à? Hay là ông muốn tôi mang 6 con cờ domino tới để nhắc cho ông nhớ? Ông muốn gì? À, có cả bà Hoa vợ ông ở đó luôn thì hay quá. Đông đủ giống như cái đêm con đào bị chết. À quên, còn thiếu con Hồng. Nè, muốn cái gì thì nói lẹ đi, đừng có hăm dọa nữa. Nè, tính của tôi không thích đùa. Tôi đã nói cho vợ chồng ông bà biết rồi. Tôi đã nói là đừng có đụng vào tôi. Chuyện của mấy người đã đánh gãy chân con trai của tôi, tôi không tha cho mấy người đâu. Nè, tôi nói cho ông biết nha, cái chuyện đó không liên quan tới vợ chồng tôi. Thôi được rồi, đơn giản như vậy nghe. Ngày mai tôi cần 15 tỷ để đổi lấy sự im lặng của vụ án năm xưa. Cái gì? Ông mới đòi 13 tỷ, sao bây giờ lại lên 15 tỷ chứ? 2 tỷ là bồi thường cho thằng Nguyên con trai của tôi. Tôi đã nói với ông rồi, cái chuyện con trai của ông á, vợ chồng của tôi không có liên quan tới. Tùy vợ chồng ông bà, tôi cần 15 tỷ, nếu không thì đừng trách. 15 tỷ là một con số lớn, trước mắt tôi chỉ có thể xoay được 5 tỷ thôi. Ông cứ cầm trước đi, tháng sau tôi sẽ đưa tiếp cho. Bà Hoa, bà đừng có giở trò với tôi. Mỗi khi bà trúng dự án là cả chục tỷ, 15 tỷ thì nhầm nhò gì trong 13 năm tôi ngồi tù. Chuyện ông ngồi tù không hề liên quan tới tôi không cần biết. Tại ông quá tham lam thôi, ông đừng có trách ai hết. Tôi không cần biết, tôi phải tính sổ với vợ chồng ông bà. Nhưng mà trong một thời gian ngắn như vậy, tôi đào đâu ra số tiền lớn này chứ? Ngân hàng có rất nhiều tiền, chứ tôi đâu có kêu bà đào dưới đất hay moi tiền trong két sắt của bà. Mà tôi cũng đâu phải con nít đâu. Mà bà gào lên như bị ức hiếp vậy. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi cho bà 2 ngày để đưa tiền cho tôi. Nếu không, tôi sẽ cho vợ chồng bà và cả con Hồng nữa giữa cột, và cả tính mạng 2 đứa con yêu dấu của bà nữa. Cứ từ từ mà suy nghĩ. Vậy nghe. Nè. Nè. Bà mẹ mày, tôi đã nói rồi, đừng có đụng tới thằng Phương làm cái gì. Nó điên lên nó liều cái mạng cùi của nó. Bản thân của nó còn gì để mất không? Còn mình nè, rất là nhiều thứ để mất đó.
Ông cứ để đó tôi tính. Chuyện tôi làm tôi biết, tôi tự chịu trách nhiệm. Trách nhiệm cái gì? Làm sao bà chịu trách nhiệm mạng sống của tôi với bà và hai đứa con nữa chứ? Bằng mọi giá tôi không để mất trắng 15 tỷ đâu. Bánh ít đi thì bánh quy phải quay lại. Làm sao cho hắn im lặng vĩnh viễn, đó mới là vấn đề mà tôi đang nghĩ tới. Trời ơi, giờ này mà bà còn kéo kiệt cái gì nữa? Có 15 tỷ để đổi lấy tính mạng của hai vợ chồng mình và hai đứa con của mình hà? Người xưa nói còn mạng là còn tiền. Tài sản mình có bao nhiêu? Hai tòa nhà, một cái biệt thự này, còn vốn lưu động cả 100 tỷ kìa. Vậy mà bà kêu kiệt với nó 15 tỷ làm cái gì chứ? Ông có biết là tôi phải bỏ biết bao nhiêu công sức vô trong này không? Hả? Ông thì tối ngày ra vô công ty như bù nhìn, như hình nộm. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều đổ dồn lên vai của tôi. Nếu tôi không lanh trí trong các mối quan hệ, thông đồng với quan chức các bên dự án, thì có thể kiếm được tiền nhanh và nhiều như vậy hay không chứ? Tôi biết là như vậy. Nhưng mà bây giờ nguy hiểm đang cận kề kìa. Bà có muốn tụi mình bị tử hình hay không hả? Sau hồi đó trong vụ án giết con Đào, không thấy ông lo sợ như bây giờ. Bà im đi. Thật sự lúc đó chỉ còn đúng một cách đó để giữ lại mạng sống của tôi và bà mà thôi. Và bây giờ cũng còn một cách duy nhất là đưa cho nó 15 tỷ. Bắt nó im cái miệng của nó lại và bịt lại cái vụ án năm xưa mà thôi. Khốn nạn, tưởng đâu chết mẹ trong tù rồi, tự nhiên luôn luôn xuất hiện như ma. Nó là quỷ sống chứ là ma gì. Đòi thêm 2 tỷ nữa, 15 tỷ. Thiệt tình. Chị, bây giờ tính sao đây chị? Nhắm có lo được 15 tỷ trong ngày hôm nay không? Miễn sao á, chị ký là rút tiền ra được rồi. Mà chị, em nghĩ cũng lạ nha, sao ông Phương không đe dọa em vậy ta? Chắc ông nghĩ em không có tiền cho nên ông không có đe dọa em. Coi chừng cái miệng bép xép của cô đó, tai dách mạch rừng. Tôi là tôi sợ cái miệng của cô lắm đó nha. Chị, em biết gì bí mật mà. Hai mấy năm nay em đâu có nói cho ai biết đâu, thấy không chị? Nè, cái chuyện rút 15 tỷ này không được hé răng với bất kỳ ai trong cổ đông đó, biết chưa? Chị yên tâm đi, em biết giữ mà chị. Hễ lúc nào chị kêu em kéo là em kéo, lúc nào chị kêu em mở là em mở. Em nghe rồi. Sao anh tới sớm vậy ta? Tôi không có gì để mấy người cướp đâu. Là tôi cắt cổ mày liền đó. Mấy người là ai vậy? Thì ra là mày hả? Con quỷ cái! Mấy người là ai vậy? Tôi không có gì để mấy người cướp đâu. Ăn cướp chính là mày đó. Mày cướp chồng của người ta đó, mày biết không? Cướp? Cướp chồng của ai? Tôi không có cướp chồng của ai hết đó. Ông Tùng là chồng của tao, tại sao mày dám cướp chồng của tao hả? Mày với ông đã quen nhau bao lâu rồi? Nói. Dạ, chị tha cho em đi chị. Em không có biết mà. Tại anh Tùng nói là anh Tùng không có vợ nên em mới quen. Chứ nếu mà em biết quen chị, em không dám đụng tới ảnh đâu. Em xin thề á chị, chị tha lỗi cho em đi. Chị à, chị nói với nó nhiều quá làm cái gì? Mất thời gian của em quá. Một á là tạt cho nó cả axit. Hai á là mình chỉ cần làm cho nó cái thẹo, vậy là sống. Làm mất thời gian của em quá. Làm vậy đi cho nhanh gọn lẹ, mất thời gian quá. Chị ơi, tha cho em đi chị. Chị đừng có làm vậy, làm ơn tha cho em đi. Lừng cảnh cáo nghe cho mày. Lừng nghe cho mày. Chị tha cho em đi chị. Em hứa là em sẽ không liên lạc với ông Tùng nữa đâu chị. Chị làm ơn mà chị. Để
Em hả? Anh sắp tới rồi, em chờ anh chút xíu được không? Anh thôi đi, anh là đồ lừa đảo khốn nạn. Anh định lừa dối tôi bao lâu nữa? Em ơi, có chuyện gì vậy hả? Tôi nói cho anh biết, kể từ bây giờ tôi với anh cắt đứt quan hệ. Nếu anh còn liên lạc với tôi nữa, tôi sẽ nói cho vợ anh biết. Mà anh có vợ rồi, tại sao không nói cho tôi biết vậy? Hả? Ủa, sao biết là anh có vợ vậy? Ai nói cho em biết phải không? Đừng bao giờ gặp tôi nữa. Đừng có trách là tôi không nói trước với anh. Ê, nè. Gì kỳ vậy trời? Vô. Chúc mừng. Từ xưa tới nay em chưa bao giờ được ghen ngược như vậy. Trước giờ toàn là bị mấy bà vợ người ta đánh không à. Lạ như nhìn em dữ vậy. Đó là chuyện của ngày xưa thôi. Còn bây giờ hả? Nhung mặt cô đã khác nhiều rồi. Tất nhiên là anh thấy em khác hoàn toàn luôn đó. Nhưng mà anh phải công nhận một điều, em diễn hơi bị nhập vai đó nha. Tới anh mà còn tưởng em là cục cưng của ông Tùng. Tội con bé, sợ xanh mặt như tàu lá chuối. Chắc bây giờ không có dám gặp mặt ông Tùng nữa. Nhưng mà anh vẫn phải theo dõi nó. Nếu như nó còn qua lại với ông Tùng thì coi như cuộc đời của nó là hết phim, xong phim. Nào, vô. Mà anh chưa nói cho em biết là kế hoạch sau của anh là gì. Kế hoạch tiếp theo của anh là em phải tiếp cận ông Tùng trong lúc ông ta đang buồn và hoang mang. Em làm cho ông ta chú ý và em hớp hồn ông ta. Anh nói cho em biết nha, ông Tùng này rất là mê gái và rất là giàu có. Bây giờ em tha hồ mà đào mỏ, sắm hàng hiệu cho mình, ăn ngon mặc đẹp và xài tiền mệt xỉu, ngất ngay con gà tây. Ok anh, mê hoặc ông Tùng á thì em dư sức. Anh biết. Còn kế hoạch đào mỏ thì chắc anh phải chỉ cho em vài chiêu rồi. Em không có giỏi mấy khoản này lắm. Được rồi, em chỉ cần giỏi chuyện ân ái là được. Còn cái chuyện mà đào mỏ, mấy cái chuyện đó em yên tâm đi, anh sẽ luôn bên cạnh em. Em nhớ cho ông ta từ từ nghiện đá xanh. Em nói cái gì á, ông ta cũng sẽ làm theo hết. Ok. Vô. Còn mối hàng của thằng thiếu gia Đăng Khoa sao? Anh cũng báo cho em một tin vui. Bây giờ tụi nó đã lấy hàng đều đều. Bây giờ tụi nó nghiện rồi. Ngày nào mà không có đá xanh hả là tụi nó chịu không nổi. Tụi nó hả, giống như là một con chó điên vậy nè. Có chừng chó nó cắn anh đó. Anh nói cho em biết luôn, từ xưa tới giờ không có ai cắn thằng Hảo này. Chỉ có thằng Hảo này cắn người ta thôi. Em biết không, hồi xưa ở dưới quê có con chó giết anh. Anh tức quá, nắm đầu đó quăng, quăng vô tường, chết quẹo. Vô. Anh biết sao em thích anh không? À. Tại vì anh đẹp trai đó. Còn biết sao anh thích em không? Anh mà không đẹp trai em đâu thích anh đâu. Còn anh thích em á là em khùng dễ dụ. Anh à. Cái này phê thiệt luôn á. Em muốn lên tiền với đá xanh luôn á. Mà nè, có khi nào á anh Khoa thấy con Ngọc Anh nó khó quá cho nên bỏ nó không? Thằng Khoa không bao giờ bỏ Ngọc Anh đâu. Nó chưa ăn được sao mà nó bỏ. Vậy thì em hay quá. Em thấy anh Khoa làm nhà tài trợ
thì mà đi chơi lúc nào cũng tưng bừng hết trơn hả? Ê, em có một câu status này rất là hay nha. Cua gái không khó, cái khó là làm sao cho nó yêu mình. Lừa tình không khó, cái khó làm sao giữ cho mình được yêu nó. Hay không, hay không? Anh yêu em quá cúc ơi. Anh cũng có một câu status. Câu gì? Nếu em là bịch thuốc phiện, anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên. Còn nếu em là nhà thương điên, anh sẽ là thằng điên mãi mãi. Khùng quá à. Đừng có xạo nha. Em á, em là cúc khùng chứ không phải là cúc điên, hiểu không? Cúc khùng à, cúc. Em khùng dữ lắm. Mà anh có thích em thiệt không vậy? Thích thiệt. Thích thiệt không? Đừng có xạo nha. Yêu mà không đáp lại thì thật là đau buồn. Nhưng mà sẽ còn đau buồn hơn nếu mà yêu một người không bao giờ dám thổ lộ tình yêu của mình, đúng không? Em đúng là việc danh cúc khùng. Đời sống ảo khi ta ảo. Nè, em á à. Em rất là nghiện Facebook à. Tại vì sao? Facebook á là nơi để em nói lên những cái riêng tư trong lòng của mình. Không có nó đâu có ai biết tới em đâu. Mặc dù em là cúc khùng, em học 2 năm một lớp. Thôi mất tào lao đi. Bây giờ á, em phải làm sao gài cho con nhỏ Ngọc Anh đó vào tai con Khoa kìa. Từ từ, cái con Ngọc Anh nó khó lắm. Mà bây giờ nó là một người bạn tốt với em nữa. Anh thấy đó, nó đâu có chơi mấy cái thứ này đâu, đúng không? Em đúng là ngáo đá đó nha. Trên đời này làm gì có cái gọi là tình bạn hả? Thôi chỉ có tình yêu thôi đúng không? Làm gì có tình bạn. Có người kiếm thằng Quyên kìa. Chắc là khách cầm đồ. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm. Em là bạn của Quyên bên đó, sao hôm nay đóng cửa vậy? À, tiệm cầm đồ bên đó có chuyện rồi đó. Nghe nói có dính líu tới tụi giang hồ á. Mày không thấy nó sang tiệm tao quá hả? Thôi mày ở đây đi, để tao qua đó coi sao. Giang hồ nào anh? Mua gì đó em? Bán cho tụi chai nước nha. Ở bên trong. Anh cũng không rõ nữa. Chỉ nghe mọi người nói với nhau á là nó bị giang hồ đánh thôi à. Mà hôm đó xe cứu thương tới đưa đi, coi bộ cũng nặng. Anh có biết mặt con người đánh Nguyên không? Không, chẳng thấy ai hết á. Vì có ai biết Nguyên bị đánh đâu. Vì nó bị đánh tận trong nhà mà. Vậy hả anh? Vậy anh có nhớ xe cứu thương là của bệnh viện nào không anh? Hình như là bệnh viện 175 á. 175? Anh ơi, tính tiền nước nè. 10.000 em. Nè, cảm ơn em. Nó không phải là khách đâu. Hình như nó đang muốn kiếm bọn nào đánh thằng Quyên đó. Vậy à? Chút xíu đi theo nó coi sao, biết đâu có manh mối gì đó. Mong là như vậy. Chứ vụ này đại ca làm căng lắm, huy động biết bao nhiêu người, không xong á là tiêu luôn. Vậy trước lúc đó anh có nhớ là có đứa nào, tụi nào lảng vảng quanh đây hay có xe cộ nào quanh đây không anh? Xe thì có, trong đó có mấy chiếc lận á.
tụi bay muốn gì? Mày là ai? Sao mày hỏi chuyện thằng Nguyên bị đánh? Mày ở băng nhóm nào? Tao là Bảo. Tao quen ông Phương. Mày quen ông Phương hả? Ê, mày gọi điện về quán pizza coi, có đúng không? Mày mà nói xạo là chết với tao. Hôn này. Giờ sao? Bệnh nhân mới uống thuốc an thần. Cô cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi. Trong lúc chờ người nhà đến, các cô hãy chăm sóc cho bệnh nhân cẩn thận nha. Dạ em biết rồi. Dạ em nghe anh Mạnh. Sao ông già đã xuất hiện chưa? Dạ vẫn chưa thấy ông già nó xuất hiện. Giờ sao anh Mạnh? Cứ ở đó suốt cho tao, không được đi đâu hết. Mày mày về là rụt xương với tao. Dạ em biết rồi, nhưng anh cho người lên phụ em. Một mình em cũng sợ, lỡ tụi nó đông hơn thì em cũng bó tay. Thôi được rồi, tối tao cho người lên với mày. Dạ em cảm ơn anh Mạnh. Ráng canh chừng đi, tối nay anh Mạnh cho người thay ca mình. À không có sao đâu. Sao không thấy đứa nào xuất hiện hết vậy? Chẳng biết nữa, từ từ tụi nó xuất hiện mà. Chẳng lẽ nó để cho thằng này nằm ở đây luôn? Ừ, tao biết rồi. Mày lại đắng đi. Ừ. Tao nói cho tụi bay biết, đúng ngày mai tụi bay phải chồng tiền đủ cho tao. Địa điểm tao sẽ báo sau. Đừng giỡn trò với tao. Anh hai. Chuyện gì? Theo đàn em của em báo cáo, có manh mối của băng nhóm đánh thằng Nguyên. Nghe đâu là thằng Mạnh cầm đầu. Thằng Mạnh? Hình như thằng Nguyên có nhắc anh về vụ thằng Mạnh. Nó là giang hồ, kiêm kinh doanh bất động sản và cho vay nặng lãi nữa. Tụi nó tính mua giùm ai đó cái tiệm của thằng Nguyên, đúng không? Để đích thân em đi điều tra xem ai đứng sau lưng thằng Mạnh làm chuyện này. Đại. Dạ. Nên cẩn thận đề phòng, vì băng thằng Mạnh là giang hồ có máu lạnh đó, giết người không gớm tay. Chính vì vậy anh mới tạm lánh chỗ này. Anh hai yên tâm đi, không thằng nào dám đụng đến em đâu, trừ khi nó bản lĩnh hơn em. Em đi nhanh ha. Nước cam nè con. Dạ con cảm ơn mẹ. Mái ấm mùa xuân. Sao nghe quen quen vậy con? Mẹ nghe quen hả mẹ? Ừ. Mẹ có biết gì về mái ấm mùa xuân không mẹ? Nghe quen lắm. Thôi mẹ ngồi xuống đây kể con nghe nha mẹ. Nè mẹ ngồi xuống đây. Ừ. Cái gì vậy? Thì mẹ cứ ngồi đi, con nói mẹ nghe. Mẹ. Hử? Mẹ có nhớ là địa chỉ mái ấm mùa xuân ở đâu không mẹ? Nghe quen lắm. Nhưng mà mẹ cũng không có nhớ nữa. Mà con hỏi chi vậy? Con đang tìm hiểu về mái ấm mùa xuân nên con hỏi thôi mẹ. Có phải ba kể cho mẹ nghe về mái ấm mùa xuân không mẹ? Mẹ nhớ gì không mẹ? Ba con hả? Dạ. Ba con. Mẹ ráng nhớ đi mẹ. Đúng. Sao mẹ? Đúng rồi. Mái ấm. Mái ấm. Mẹ. 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 Thôi được rồi, mẹ đừng nhớ nữa mẹ. Không có gì quan trọng đâu, có gì từ từ nhớ cũng được mẹ. Mẹ à. Mái ấm mùa xuân. Thôi được rồi, con dìu mẹ ngồi nghỉ ngơi nha mẹ.
mái ấm mùa xuân. Dạ dạ. Bà còn có nói á. Dạ còn... dạ. Thôi con làm việc tiếp đi. Dạ. Mẹ nhớ nghỉ ngơi nha mẹ. Mái ấm mùa xuân. Nghe quen. Tại sao Bảo lại không có cảm xúc gì khi mình nhắc về mái ấm mùa xuân? Là... mái ấm mùa xuân. Trời đất ơi, anh dậy. Dậy đi. Anh dậy đi. Anh dậy đi, chờ em đi mua đồ. Coi đồ mới á, em mới mặc vô, em chụp hình em up Facebook được. Chứ mặc đồ cũ dậy up lên á, mấy đứa nó chọc quê em hoài à. Trời ơi, em anh, hết cúc khùng rồi giờ đi. Là cúc ảo hả? Thôi để anh ngủ đi. Em là cúc khùng, cúc ảo. Vừa ảo vừa khùng mới là em đó. Biết chưa? Dậy đi. Dậy. Trời ơi, buồn ngủ quá mà kêu hoài à. Dậy chở em đi shopping đi. Đi anh. Dậy. Trời không có đi đâu, mệt lắm. Vậy nếu anh không chở em đi, vậy anh cho tiền em đi shopping đi. Đi mà. Dậy, 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 dậy. Lèm bèm hoài à, tiền trong tủ á. Dậy đi anh. Tự lấy rồi đi đi. Giận anh luôn á. Anh ơi, em lấy tiền đi shopping nha. Anh ơi, em lấy tiền đi shopping nha. Anh ơi, anh không trả lời là anh đồng ý rồi nha. Alo, tao nghe nè. Hey, where are you now? Tao đang ở nhà, có chuyện gì vậy? You want shopping với tôi không? Thôi, tao về nhà rồi. Có việc làm, đi mình đi. Vậy thôi tôi đi một mình nha. Ok. Tôi nói cho anh biết, kể từ bây giờ tôi với anh cắt đứt quan hệ. Nếu mà anh còn liên lạc với tôi nữa, tôi sẽ nói cho vợ anh biết. Mà anh có vợ rồi, tại sao không nói cho tôi biết vậy? Phải chịu vậy thôi chứ giờ sao giờ. Nè, ông làm gì tối ngày dính với cái điện thoại vậy? Thì đang lo công chuyện mà. Nè bà. Bà nghĩ bây giờ mình đưa tiền cho thằng Trả, rồi thằng Trả để yên cho mình sao? Thì cũng phải có phương án dự phòng chứ. Tiền thì có thể bịt miệng được nhiều người, mà một thằng mới ra tù như hắn thì lại cần tiền hơn hết thảy. Bây giờ hắn đang như con chó điên, đừng có dồn nó vô chân tường, nó sẽ cắn đó. Chắc chắn hắn ta phải tính toán kỹ cách nhận được tiền mà không bị lộ mặt. Chính vì vậy cho nên tôi phải đi sớm hơn một bước, thuê bọn Mạnh Long truy ra hắn ta trước. Bà tính vậy là phải đó. Tôi nghĩ chỉ còn một cách, hắn ta đem bí mật xuống mồ thì chúng ta mới được yên thân. Như vậy thì hai đứa con của mình mới an toàn được. Tụi nó không có tội tình gì hết. Đúng rồi.
Ê ê ê, gì vậy em? Hả? Thua nữa hả? Em đi đâu đó? Em hết tiền rồi. Ngồi xuống từ từ. Trời ơi, muốn chơi nữa không? Em hết tiền rồi. Anh cho em mượn. Thiệt hả? Ừ. Anh nạp vô tài khoản em thêm 20 triệu nữa nha anh. Chắc chắn là sẽ thắng á. Cái gì? Chơi lớn vậy luôn á hả? Thôi, chơi tiếp đi. Anh xuống nạp tiền cho em. Nhưng mà nhớ, lát xuống dưới nhớ ký sổ nợ cho anh đó nha. Dạ, em biết rồi. Nhanh nhanh đi anh. Được rồi. Ủa? Hay quá. Đúng hên luôn á. Yeah. Cảm ơn anh nha. Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện. Muốn gì? Cho thằng Thái ngày càng lún sâu vào game bài ăn tiền thiệt. Nó càng lún sâu thì tiền cậu nhận sẽ càng cao. Tại sao tôi phải làm điều đó? Không thắc mắc. Và tuyệt đối giữ bí mật. Đó là điều khoản của hợp đồng. Tùy cậu. Nếu không muốn sống thì cứ việc từ chối. Nè, ông là ai mà vô đây hăm dọa tôi vậy? Mẹ tôi. Dao kề cổ đúng không? Thắng rồi. Thắng rồi kìa. Cảm ơn anh nha. Giỏi lắm. Trời ơi, thua nữa. Dạ cảm ơn anh chị. Cảm ơn em dạ. Nha. Dạ. Dạ. Đi em. Dạ. Dạ cảm ơn quý khách. Dạ. Dạ. Hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách thêm lần nữa. Dạ, dạ. Có dịp sẽ gặp lại. Dạ. Ủa, sao giờ này đến đây? Không làm việc công ty à? Em mới ở công ty về nè. Tiện em qua đây hỏi anh chuyện này. Có chuyện gì vậy em? Uống trà sen nè, tốt cho sức khỏe lắm đó. Nè. Cảm ơn anh. Anh thấy em vẫn còn hốc hác lắm đó. Anh, cái thuốc an thần vừa rồi anh đưa cho em á, tốt quá trời. Anh biết không, em ra ngoài tiệm thuốc tây em mua, nhưng mà tiệm thuốc người ta không có chịu bán. Người ta nói là phải có kê đơn của bác sĩ người ta mới chịu. Đúng rồi, thuốc này ở bên Mỹ mà. Tình cờ anh mua lại được có một bác sĩ quen. Em cần thì anh mua cho. Anh mua cho em nghe. Không nè. Sao dạo này em thường xuyên mất ngủ vậy? Thì nhiều chuyện lo lắng lắm anh ơi. Em lo lắng chuyện gì? Trang Thương nè. Dạ. Dạ. Hai đứa lên trên lầu kiểm tra mấy cái phòng mà khách vừa trả đi. Ở dưới này chú lo cho. Dạ. Dạ. Em lo lắng chuyện gì? Tâm sự với anh được không? Cũng không có gì đâu anh. À, hôm rồi bên nhà chị Hoa có chuyện đó, em biết không? Chuyện gì vậy anh? Giữa chị Hoa với mấy đứa nhỏ, mẹ con với nhau có chuyện gì đó không được vui. Hai! Đứng lại! Nè, đứng lại đó! Đứng lại! Đã. Nè! Dột! Anh Duy! Trời đất ơi, thằng Thái sao mà nó hư quá. Chắc là nghiệp báo rồi. Nghiệp báo là sao? Chẳng lẽ anh Tùng với chị Hoa làm gì đó? Để rồi bây giờ con trai phải lãnh nghiệp báo. Cái miệng em hay nói bậy bạ vậy đó. Chứ anh nghĩ coi, anh Tùng với chị Hoa hiền lành chí thú làm ăn muốn chết. Anh chỉ đâu có làm gì đâu. Mà anh thấy anh Tùng với chị Hoa cũng hơi nóng.
Hay là em nói với thằng Thái, có rảnh rỗi thì cứ qua đây trò chuyện rồi tâm sự với anh, anh chỉ dạy nó thêm. Cả Ngọc Anh cũng vậy. Chứ anh thấy la nó rồi dùng roi giọt đánh đòn con cái là không phải cách. Anh tốt bụng quá. Nếu mà được như vậy anh Tùng với chị Hoa mừng lắm đó anh. Tội anh chị quá trời, có hai đứa con mà dạy dỗ sao mà mệt mỏi. Anh biết không, con Ngọc Anh á, nó ghiền Facebook lắm đó, lại còn sống ảo nữa chứ. Như vậy thì là phải càng gần gũi tụi nhỏ hơn nữa. À thôi, bỏ qua chuyện đó đi, cái chuyện đó mình tính sau. Ừ. Còn chuyện này khá là quan trọng nè. Chuyện gì vậy em? Anh có thể cho em coi lại hồ sơ về cái khách sạn này được không? Trời, chuyện đó thì có gì đâu quan trọng. Anh có photo, giấy tờ của khách sạn, cần thì anh đưa em hết luôn. Dạ dạ. Nè, mà anh nói trước, anh chưa có ý định bán đâu nha. Giấy tờ photo cũng được anh, vậy là tốt quá rồi. Còn khách sạn từ từ mình bán cũng được. Vấn đề là em muốn coi chính xác diện tích của mình. Anh biết không, bây giờ bất động sản đang tăng cao, không có lỗ đâu. Mà anh biết không, nếu anh Hùng làm ăn với chị Hoa thì không có thất bại đâu. Chẳng mấy chốc em với anh sẽ là đại gia giàu sụ đó. Vậy à? Vậy thôi, chờ tí nha. Để đại gia nam vô lấy giấy tờ khách sạn ra đưa cho đại gia nữ đây. Đại gia luôn nha. Cảm ơn anh. Hay là bây giờ mình rủ anh Duy trốn ra nước ngoài để lánh cái nạn này ta. Không biết sau khi lấy tiền thằng Trẻ Phương sẽ làm gì nữa đây. Trời đất ơi, đẹp quá à. Em lấy dạ. Cho chị thử hai cái này đi. Đẹp quá à. Để thử đi. Em ơi, có đẹp không? Dạ. Gói chị hai cái này đi. Bao nhiêu vậy em? Dạ 8 triệu ạ. 8 triệu? Dạ. Trời ơi, sao rẻ quá vậy? Em ơi, chị có cái này đi. Cho chị chụp hình tí nha. Dạ. Cảm ơn em. Trời ơi, đẹp quá à. Trời ơi. Dạ xin chào quý khách. Quý khách mua gì vậy? Đẹp quá. Túi này đẹp ghê. Cho chụp hình cái nha. Dạ. Đẹp quá, sang trọng quá à. Cho chị hỏi cái này bao nhiêu vậy? Dạ 1.000 đô chị. 1.000 đô hả? Rồi rồi, lấy cho chị nha. Ừ, dạ. Đẹp quá à. Ông thấy có đẹp không? Đẹp sao không đẹp, đồ hiệu không đẹp sao được. Ừ đẹp thiệt. Ôi, dáng đẹp quá ha. Tôi mà đàn trai tôi cua rồi đó. Đẹp thiệt. Cái này đẹp quá à. Đúng sành điệu luôn á. Đẹp quá ha. Đang nói tôi á. Mà đẹp thiệt chứ bộ. Trời ơi, sống ảo quá. Dáng nhon thiệt á. Mày nhìn đi. Cái này cũng đẹp. Hello mấy bạn. Gì vậy? Vậy nè, đẹp không? Thôi, coi cái gì, hình tôi đăng mà coi cái gì. Trước khi đăng tôi coi kỹ rồi. Nói gì vậy?
Cái này á là hình của bà Thanh Lam, bà đi Hồng Kông. Trời ơi, mua sắm toàn đồ hiệu, đẹp dễ sợ. Ừ. Bà Cúc, tôi biết hết. Tôi biết bà hết. Bà giống tôi, bà vô siêu thị, bà mượn nón, mượn áo, bà chụp hình đúng không? Xong bỏ Facebook đúng không? Ừ. Ý với tôi nè, còn bà kia, Hồng Kông anh Hồng chạy lớn không đó. Gì? Ê, nó nghe nè. Ông cũng vậy luôn hả? Ừ. Tôi cũng vậy nè. Lựa mấy chục bộ luôn, vô thai rồi chụp hình từ từ để dành đăng Facebook, rồi sau đó tôi check in ở dưới là tôi đang ở nước ngoài. Ai cũng vô nói sao mà giàu quá vậy? Thì đó, đâu có biết sống ảo đâu. Nè, tôi không hề sống ảo nha. Gì? Hình của tôi á là hàng hiệu 100%. 100 triệu đó mấy ba mấy má. Trời đất ơi, 100 triệu đâu ra? Tiền học bà còn chưa đóng đó. Trời ơi. Bữa nay chưa đóng, không được hả? Tụi bay khờ quá à. Còn Thành Lam nó sống ảo, nó ghép hình đó. Ghép không hình có. Gì? Ghép đầu ghép nè. Ủa, đây coi đi, đẹp thấy mệt quá, mệt quá. Đủ rồi, coi đi. Thôi mình đi bà. Rồi xong. Quê bỏ đi đó. Kiểu này á, nữ hoàng Ngọc Anh của lớp mình nó bây giờ Facebook hết hot rồi. Mà bây giờ Facebook của Thành Lam sẽ lên ngôi. Ừ, thiệt không? Còn gì nữa. Ra đây nói nghe nè. Bây giờ bà về nhà, bà lấy cái áo. Áo gì? Nói không hiểu gì hết. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch cho bà. Em gọi cho anh mà không được. Vậy đi, hôm nay sẽ xử con Ngọc Anh như đã bàn với anh. Tới nhà Quang ở sau trường em nha. Đừng quên mang đồ nghề đó, nhanh nha. Nước vô tình. Alo. Ngàn năm alo. Trôi mãi. Ê ơi, mẹ nó Facebook gì ai liền đi. Vì ai bị người ta bắt cóc rồi. Cái gì? Vì mà, bao lỗi lầm như bị ta giết luôn nhiều rồi, đêm trắng lòng đầy hoang mang. Nỗi đau nào vui trong quá khứ. Trời ơi, xa nào sự thật. Hôm nay bà như vậy, nhưng mà ngày mai có thể bà không còn gì cả. Con phải luôn nhớ như đó. Quên ký ức dày dứt trong tim. Bà cứ nói hoài à. Vài ngày nữa bà đi không phải đi ngoài. Con ở nhà, con nhớ đừng quay bà nha. Nhà mà xảy ra chuyện gì thì đừng có trách bà cuộc đời. Đừng có ý xóa hết đi những u mê, kéo ta vào vực sâu tội lỗi. Những sóng gió rồi sẽ qua mau. Mày. Đời an vui giấc mơ yên bình, giang đôi tay đó đánh ban mai. Một ngày mới đến tình yêu bắt đầu. Trôi xa thật nhanh. Nước cuốn đi dòng đời lỗi lầm. Bay xa thật cao. Mây đưa ta về miền thương yêu. Nếu như mình không bay ra, tao sẽ khiến cho mình sống không bằng chết. Xóa hết đi những đau thương. Nếu mình ví dụ đó, từng giây phút còn trên cuộc đời. Xóa hết đi những u mê. Tao sẽ tự nghiệm ta ra. Kéo ta vào vực sâu tội lỗi. Những sóng gió rồi sẽ qua đi. Đời an vui giấc mơ yên bình. Giang đôi tay đón ánh ban mai. Một ngày mới đến tình yêu bắt đầu. 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 Bắt đầ